thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ezechiel chương 36. Sau khi đã công bố bản cáo trạng về tội ác của dân Edom trong đoạn 35, Đức Chúa Trời tiếp tục công bố những điều Ngài dự định sẽ làm trên dân Israel qua lời phán của tiên tri Ezechiel. Phân đoạn 36 có thể được xem là bài giảng của tiên tri Ezechiel với hai phần chính. Phần đầu tiên từ câu 1 đến câu 15, tiên tri Ezechiel cho biết Đức Chúa Trời sẽ phục hồi xứ sở của dân sự Ngài. Và phần 2 từ câu 16 đến câu 38, chủ yếu nói về việc Đức Chúa Trời sẽ ban sự phục hồi trên chính dân sự thuộc về Ngài. Trong phần đầu của bài giảng, tiên tri Ezechiel cho biết Đức Giê-hô-va đã nhận biết những điều mà kẻ thù, đặc biệt là dân tộc Edom đã làm với dân sự và với xứ sở của dân Israel. Điều đặc biệt ở đây là có hai lần danh xưng Chúa Giê-hô-va được nhắc đến với thông điệp chính Ngài sẽ đứng ra tranh chiến với một tấm lòng ghen tương vì yêu thương dân sự thuộc về Ngài. Vậy Đức Chúa Trời sẽ làm gì trên lãnh thổ của dân Israel? Có ít nhất hai điều sẽ được ban cho dân sự trở lại. Thứ nhất, gia súc, sản vật sẽ lại sinh sản đầy dẫy khắp xứ. Trồng trọt và chăn nuôi sẽ trở nên thịnh vượng cho dân sự như trước đây. Điều đó được thấy trong câu 8 và 9. Còn các ngươi, các núi Israel sẽ sinh nhánh và ra trái cho dân Israel vì họ sắp trở về. Này, ta hướng về các ngươi, quay lại với các ngươi và các ngươi sẽ được cày cấy, gieo giống. Thứ hai, Đức Chúa Trời không chỉ ban cho gia súc và sản vật mà thôi, nhưng Ngài còn cho dân cư và con cái của Israel sinh sôi nảy nở thêm nhiều trở lại. Nếu như lời tiên tri trong đoạn 34 cho biết dân sự sẽ bị giảm sút bởi kẻ thù, dịch bệnh và thú dữ, thì trong đoạn 36, Chúa Giê-hô-va phán hứa với họ rằng họ sẽ được sinh sống đông đảo trở lại. Những thành vách của họ cũng sẽ được xây dựng lên lại. Trên đất các ngươi, ta sẽ gia tăng dân số cả nhà Israel. Các thành sẽ có người ở, các nơi đổ nát sẽ được xây dựng lại. Ta sẽ thêm loài người và loài vật trên đất các ngươi. Chúng sẽ gia tăng và nảy nở. Ta sẽ làm cho các ngươi đông dân như ngày xưa và ban ơn cho các ngươi nhiều hơn thuở ban đầu. Bấy giờ, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Đây là một viễn cảnh vô cùng sáng sủa cho dân Israel. Nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả những điều Đức Chúa Trời dự định làm trên dân sự của Ngài. Trong phần thứ hai của bài giảng, tiên tri Ezechiel cho biết Đức Chúa Trời sẽ làm nhiều điều hơn nữa trong tấm lòng của dân sự Ngài. Nhưng trước khi nói về những điều này, Ngài nhắc cho dân sự nhớ lại rằng dân sự đã làm ô uế xứ Ngài đã ban cho họ. Từ việc thờ lạy hình tượng, dâng con cái cho tà thần, đến việc những lãnh đạo sống đời tội ác ra sao, mỗi việc đó đều khiến xứ Chúa ban trở nên càng lúc càng ô uế hơn. Ngoài ra, Đức Chúa Trời cũng nhắc lại dân sự đã khiến danh Ngài bị ô uế ra sao trước mặt các dân ngoại. Chúng ta thấy được điều đó qua câu 20 và 21. Nơi nào mà họ đã đến trong các nước, họ đều phạm danh thánh ta, đến nỗi người ta nói về họ rằng đó là dân của Đức Giê-hô-va, nhưng họ phải bị đày khỏi đất của Ngài. Nhưng ta lo ngại cho danh thánh của ta mà nhà Israel đã phạm trong các dân tộc, là nơi họ đã đi đến. Và để cho danh thánh của Ngài không còn bị ô uế giữa các dân tộc, Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ biến đổi dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ thanh tẩy dân sự của Ngài khỏi tội lỗi. Ngài cũng sẽ ban cho dân Ngài một tâm thần mới như trong câu 26 có chép. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Thần của Ngài cũng sẽ ngự giữa dân sự và trong tấm lòng của mỗi người để dẫn dắt họ đi trong luật pháp và lẽ thật. Bởi những điều này, dân sự sẽ sống cuộc đời gớm ghiếc tội lỗi và họ sẽ có khả năng để tương giao trở lại với Đức Chúa Trời của mình. Để rồi sau cùng, các dân tộc còn sót lại chung quanh dân Israel nhận biết Chúa là Giê-hô-va. Chính Ngài đã xây dựng lại nơi bị tàn phá và trồng lại nơi bị phá hủy. Quả thật, sự công bình và thánh khiết của Đức Giê-hô-va đã khiến dân sự thuộc về Ngài được phục hồi, sống lại cuộc đời mới. Câu hỏi suy ngẫm: bạn đã từng kinh nghiệm được sự phục hồi từ nơi Chúa sau những lần ăn năn tội lỗi? Bạn có chia sẻ kinh nghiệm thuộc linh ấy với ai không?
Lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa là đấng công bình và thánh khiết. Tạ ơn Ngài bởi tình yêu thương Ngài dành cho mỗi chúng con, dù không ai trong chúng con xứng đáng để lãnh nhận. Cảm ơn Chúa vì dẫu chúng con bất xứng, nhưng vì tình yêu, Ngài luôn tìm cách để giúp chúng con từ bỏ con đường tội lỗi và phục hồi chúng con sau những lần vấp ngã. Nguyện xin tình yêu và sự thánh khiết của Ngài sẽ tiếp tục phục hưng đời sống chúng con mỗi ngày, khích lệ chúng con sống xứng hiệp với bản tính công bình và đức yêu thương của Ngài. Xin cho chúng con bước đi cách đúng đắn trong chân lý và lẽ thật mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.